đến ai cũng đừng chọc giận bà cô này. Bà đi siêu thị, thấy ông chủ nói xấu bà vài câu, thì bà trực tiếp cầm bình ga, quẹt diêm, cho nổ tung siêu thị luôn. Bà tên là Mary, người vừa cùng gia đình chuyển đến đây không lâu. Đây là con gái của bà Mary. Có người mẹ lợi hại như vậy, đương nhiên con gái cũng không kém cạnh. Hôm nay, Mary vừa tan học, cô đang đi trên đường. Bỗng có vài tên lưu manh bắt chuyện, muốn đưa cô về nhà. Cô không nghĩ nhiều liền lên xe. Sau khi lên xe nhìn ánh mắt của mấy tên này, thì bạn cũng đoán được bọn chúng đang muốn làm gì. Chiếc xe càng ngày càng đi xa, sau đó lái đến khu ngoại ô. Tên lưu manh nói, tôi sẽ hâm nóng tình cảm trước. Vừa nói, tay hắn bắt đầu hư hỏng. Hắn ta kéo dây áo của Mary xuống. Mary cũng chỉ cười, tiếp đó. Còn đây là em trai của cô Wonran. Cậu vừa đi học thì bị đám bảo kê đến thu phí. Nhưng Wonran là người ngang ngược như vậy, thì làm sao có thể cúi đầu chứ? Cậu vừa cãi lại thì bị bọn chúng đánh cho một trận nhừ tử. Nhưng Wonran không hề buồn bã chút nào, bởi vì anh đã nghĩ ra cách báo thù rồi. Mới đầu là Wonran mua chuộc, lôi kéo một đống đàn em của anh ta. Sau đó làm rõ phạm vi thế lực của tên trưởng trường. Sau khi điều tra kỹ càng thì dẫn đàn em đi đến, sau đó giải quyết tên trưởng trường. Tên trưởng trường. Kể từ lúc đó, không có ai dám động đến một ngón tay của Wonran. Khi vừa về đến nhà, thì Tiffany hỏi ba người họ, cuộc sống khi vừa chuyển đến đây như thế nào rồi? Rất tốt. Vậy thì tốt. Nhưng người một nhà thì đúng là giống nhau, Tiffany thấy mấy tên không lễ phép thì sẽ giải quyết như thế nào? Muốn chọc giận ai thì cũng đừng có chọc giận người đàn ông đang nướng thịt này. Một người hàng xóm có EQ thấp đến nói, thịt nướng ông làm không ngon thế nào. Kết quả đã bị ông ép mặt lên giá nướng. Tôi nướng thịt hơn 10 năm, còn cần anh phải dạy tôi sao? Mày đã không giúp rồi, còn thích phán xét à? Thích gây sự với tôi à? Tôi cho cậu ăn thịt. Mấy hôm sau, Tiffany phát hiện nước máy trong nhà vẩn đục. Ông gọi điện thoại cho thợ sửa ống nước đến sửa. Thợ sửa ống nước nói 5 phút nữa mới tới. Nhưng Tiffany đợi anh ta 2 tiếng mới tới. Nhưng ông cũng không nói gì, đến muộn còn hơn không đến. Thợ sửa ống nước bắt đầu đi kiểm tra vấn đề, gõ đông gõ tây. Sau đó, anh ta nói với Tiffany rằng, tất cả ống nước này đều phải thay. Nhưng phải trả trước 50 triệu trước thì tôi mới có thể sửa được. Ông nhìn tên sửa ống nước rồi cười khẩy, Tiffany nghĩ, tên thợ sửa ống nước này coi mình là kẻ ngốc à. Ông ta hỏi, nước bị vẩn đục thì có liên quan gì đến ống nước chứ? Nhưng lại bảo tôi thay hết tất cả ống nước, đây đúng là muốn lừa nhau rồi. Sau đó Tiffany cũng không nghĩ nhiều, cầm gậy bóng chày, sau đó đánh cho hắn ta một trận nhừ tử. Đưa hắn ta đến bệnh viện, thì bác sĩ hỏi, anh ta ngã xuống bậc thềm cũng không đến mức gãy 12 đốt xương chứ. Tiffany đáp, tôi không biết, tôi không phải là bác sĩ. Hóa ra sau khi gậy bóng chày bị đánh gãy, thì ông lại lấy búa ra. Sau đó Tiffany tìm đến người phụ trách nhà máy nước. Ông nói lại vấn đề của nhà mình với người phụ trách, nói nước máy ở nhà đã trở nên vẩn vục. Nhưng người phụ trách lại nói, ông có thể đi mua nước đóng bình mà. Sắc mặt của ông liền trực tiếp thay đổi. Sau đó người phụ trách lập tức biến thành thế này. Rồi ông hỏi hắn ta, bây giờ nước máy nhà tôi bị vẩn vục thì làm thế nào? Hắn ta ngoan ngoãn nói với ông, chỉ cần cắt cabin ở nhà máy nước là được. Nói sớm hơn chút có phải là không sao rồi không? Sau đó Tiffany đi đến trên thác nước. Nhưng ông cũng rất ngang ngược, không đi tắt thác nước mà ông lấy bom ra, đặt bên cạnh thác nước. Ông hẹn giờ vào buổi tối, sau đó cuối cùng nước máy đã trở nên trong sạch. Các bạn có thắc mắc tại sao gia đình này lại ghê gớm như vậy? Hóa ra trước đây Tiffany chính là người trong băng đảng xã hội đen. Trước đây, trong địa bàn của ông, cho dù là xã hội đen hay cảnh sát đều tôn trọng ông. Ví dụ như đàn em của mình ăn cắp đồ trong siêu thị, cảnh sát liền về bắt người. Thì thấy Tiffany vẫy vẫy tay, thì đám cảnh sát liền như không thấy gì rồi bỏ đi. Đúng là ông ấy giờ có làm gì cũng không sợ ai cả. Nhưng sau khi trải qua nhiều năm đánh giết như vậy, Tiffany cũng chán ghét cuộc sống này. Thế là ông hợp tác với cảnh sát để bắt một ông trùm xã hội đen. Tiffany thành công tẩy trắng. Nhưng ông trùm đó hạ lệnh cho đàn em đi bắt bằng được gia đình Tiffany, khi bắt buộc phải đưa người thân chuyển đến một thành phố khác. Cảnh sát cũng thường xuyên canh giữ nhà của Tiffany. Họ phải bảo vệ gia đình Tiffany. Nhưng không lâu sau, bọn xã hội đen vẫn tìm được nhà của Tiffany. Nhưng bọn chúng cũng rất ngang ngược. Bọn chúng không muốn cảnh sát ngăn cản việc giết chết gia đình Tiffany. Bọn chúng liền giải quyết đồn cảnh sát trước, xử lý. Xong đồn cảnh sát thì đi đến đồn cứu hỏa. Sau những thao tác này thì chắc là không còn ai ngăn cản bọn họ nữa rồi. Sau đó bọn chúng chia thành những nhóm khác nhau để đi đến nhà Tiffany. Bọn chúng vừa lái xe đến nhà Tiffany thì Wonran ở trên phố vừa nhìn đã nhận ra đám sát thủ rồi. Sau đó cậu nhanh chóng gọi điện thoại về cho gia đình. Nhưng lúc này Tiffany đang tham gia một cuộc họp cộng đồng nên không ở nhà. Mariki đang uống trà ở nhà cảnh sát bên cạnh nhà bọn họ. Mary lúc này cũng phát hiện ra đám sát thủ này. Lúc này Mary cũng vừa về tới nhà thì thấy đám sát thủ đang đứng mai phục ở dưới nhà bà.
bà vô cùng sợ hãi, bà nhanh chóng rút lui về chỗ nhà người cảnh sát mặc thường phục. Lúc này Tiffany cũng đã về tới nhà, nhưng điều ông không biết là sát thủ đã dựng sẵn đạn pháo. Sau đó, nhưng điều tồi tệ hơn là Mary cũng bị đám sát thủ phát hiện ra. Hai cảnh sát mặc thường phục muốn yểm trợ cho Mary rời khỏi đây là bị bọn chúng hạ nhục nhanh chóng. Sát thủ chậm chậm áp sát Mary, bởi vì Mary và sát thủ là người quen thế là đã nói chuyện vài câu. Lúc sát thủ để ra tay thì Tiffany đã siết cổ hắn ta từ phía sau. Bên ngoài lúc này Barry và Gunran đang chiến đấu kịch liệt với bọn chúng. Barry và sát thủ lúc này đều hết đạn. Barry lúc này chỉ có thể ra sức chạy, nhưng không ngờ sát thủ bị một chiếc xe hút bay. Barry đã thoát khỏi nguy hiểm. Bên chỗ Tiffany cũng giải quyết được tên sát thủ cuối cùng. Gia đình Tiffany đã bình an vô sự. Đụng đến